xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Xin lỗi những đêm mùa đông hơn nóng hút trên bàn tay hiền lành, xin lỗi quán quen phải cùng tôi tập quên một người. Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân. Có người mang bình yên về nơi nào, xa xôi chẳng bên bờ. Có người gieo vào nhau niềm tin, tình ấm nóng không thể rời xa. Có người đi thật xa, thật xa chẳng trở về. Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười trên môi đắng cay lòng này. Lời hát viết ra vì tôi, vì biết nỗi ra lệ rơi. Xin lỗi đáng ra phải vui thế mà. Cô gái bình yên trong lòng quý vị khán giả. Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân. Có người mang bình yên về nơi nào, xa xôi chẳng bên bờ. Có người gieo vào nhau niềm tin, tình ấm nóng không thể rời xa. Có người đi thật xa chẳng trở về. Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi. Xin lỗi đáng ra phải vui thế mà. Lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi. Xin lỗi đáng ra phải vui thế mà. Xin cảm ơn ca khúc Xin lỗi đến từ hai giọng ca vô cùng ngọt ngào, đó chính là Hà Anh Tuấn và Nguyên Hà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những lời nhận xét đến từ ban giám khảo. Rồi, cảm ơn chị Nguyên Hà rất là nhiều. Chị Mỹ Linh ơi, chị Mỹ Linh thấy anh Hà Anh Tuấn ngày hôm nay như thế nào? Đầu tiên là thấy cái xin lỗi này thì thấy chưa được ân cần bằng cái chưa bản gốc. Chưa thấy tha thiết lắm hả chị? Chưa thấy tha thiết lắm nhỉ? Nếu mà xin lỗi thì theo chị là chắc là phải tha thiết hơn, phải khẩn khoản hơn, thậm chí rơi vài giọt lệ hả chị? Không phải, tại vì bài xin lỗi này nó không phải là xin lỗi nhau, mà là xin lỗi chung chung ấy, xin lỗi mây, xin lỗi trời, xin lỗi gió. Nhưng mà vấn đề là người ta đang dùng cái xin lỗi để người ta tỏ tình với nhau thôi. Nhưng mà thấy anh này cứ đứng xa quá và cũng không có ân cần với chị kia. Có lẽ hơi khớp á chị. Dạ anh Quân, anh thấy sao anh Quân? Tôi thì tôi hoàn toàn chỉ nói về cái mặt người cảm nhận thôi. Bạn cố gắng hát lời cho nó rõ hơn một chút để hiểu được cái bài hát nó tốt hơn. Còn về giọng hát, về phong cách, về ngoại hình thì tôi không có gì để chê cả. Ý anh là tiết mục này hay gì? Nói chung là hay, nếu nghe được rõ lời thì nó sẽ còn hay hơn nữa. Không, tại vì em cũng phải bên bạn tí xíu. Tuần đầu tiên của gương mặt thân quen mà bạn còn rất là trẻ. Mà về hình thức cá nhân em ngồi ở dưới em xem, bước ra một cái em nói wow, giống anh Hà Anh Tuấn quá. Nên là thí dụ mà có cái gì sơ xuất thì cũng mong là ban giám khảo. Không, cái này anh hiểu lắm Khánh. Dạ. Anh cũng là thí sinh mà anh nhớ cái tuần đầu tiên. Lúc đó anh hóa thân thành cố nghệ sĩ nhân dân Y Moan á. Dạ.
Dạ. Anh ra anh hát anh còn bị hụt hơi nữa. Dạ. Nhìn lên đây thấy chị Linh ngồi sợ quá, một tượng đài âm nhạc, cho nên là hát không có hơi để hát luôn. anh khi anh nói anh không có thể nào thấy được cái biểu cảm của chị Linh đâu. Chị Linh cảm thấy rất là hằn học và khó chịu là như thế nào hả chị Linh hả? À, tức là MC năm nay là kiêm vác dầu đổ vào lửa đó. Đốt không nhà mình đó chị. Đốt có. Nhà, dạ, đốt nhà. Sao MC năm nay quá. Nhưng mà có một cái là như này, nếu mà em đã xem rất kỹ các clip của anh Hà Anh Tuấn thì em phải bắt được bài. Dạ. Anh Tuấn là khi hát là có một số các từ là anh ấy rất đặc biệt Hà Anh Tuấn. Thì hôm nay em lại hát giống các ca sĩ khác, không giống Hà Anh Tuấn. Đặc biệt với Hà Anh Tuấn là cái chữ đờ đấy em. Chữ đờ đấy. Tuấn hơi bị đớt đớt cái chữ đờ, nhưng mà nó lại rất đáng yêu. Nhưng mà bạn ấy không nghiên cứu cái đấy là Hà Anh Tuấn nhất á. Nhưng mà đó. Vậy thôi, bây giờ để công bằng hơn tí xíu, coi như cứu vớt bạn thêm tí xíu, vì Hải Đăng ráng hát thử thêm một câu nào đó để chứng minh. Em xin được phép hát một đoạn của Cơn Mưa Tình Yêu được không ạ? Yeah, vỗ tay các bạn ơi. Yo. Người yêu ơi, có em đã hiểu khô. Mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ. Đây. Cái này nó giống Hà Anh Tuấn hơn đây nè em. Bởi vì em hát đúng cái tông của nam của Hà Anh Tuấn, cho nên là em hát thoải mái hơn rất là nhiều. Khi Hà Anh Tuấn hát thì cái giọng của anh ta đẩy hơi ra ngoài rất là nhiều, hát bằng cái hơi mà vẫn đúng cái cao độ của nó, vẫn đầy đặn. Còn do em hát không đúng với cái tông của mình á, cho nên là nó hơi bị với, nó hơi bị mệt. Và nhất là khi nhìn nghiêng thấy thương em lắm. Cảnh là mùa đông khói bay là mà mưa nó nhiễu, mồ hôi nó nhiễu, toán. Nhìn thấy thương. Có một lời khuyên đối với em nhé. Khi mà em muốn bắt chước một nhân vật nào đấy thì em hãy chọn những bài nào mà nổi tiếng nhất của họ. Những cái bài mà ai cũng biết đấy là họ luôn. Thì là em sẽ rất là dễ để nắm bắt cái tinh thần của họ và để khán giả cũng như là những người giám khảo nhìn ra là à, em có giống hay không. Đấy là cái rất là quan trọng. Em để ý nhớ cho những vòng sau. Đó. Cảm ơn ạ. Anh Khánh hy vọng là với những cái lời chia sẻ, nhận xét rất là tận tình của ban giám khảo sẽ giúp cho em có thêm một cái hành trang để em vững bước hơn trong những cái đoạn đường sắp tới khi em đồng hành cùng với Gương Mặt Thân Quen 2020 năm nay nha.